cô bác chị quay lại kênh Hoàn Toàn TV thì trận đây là trận chung kết đầy kịch tính và hấp dẫn nha cô bác chị. Ồ, hiểu rồi. Thì hôm nay cũng như là biết được kết quả là chiếc ghe ngon của nữ Tâm Lúc sẽ đạt được chiếc cúp vô địch ha. Chiếc con chum thì tầm thứ hai nha cô bác chị. Vậy là chiếc bóng tức này tranh hạng 3, hạng 4 nha các bác chị. Vậy là vận động viên của Tâm Lúc sắp sửa di chuyển đến đường xuất phát để tranh chung kết nha cô bác chị. Vậy là trước màn hình cô bác chị là chiếc ghe ngo nữ của Tâm Lúc cũng đang bơi về khán đài để nâng chiếc cúp vô địch năm 2023 này. Yeah.
40 giây. Rất nhiều đội mạnh chỉ đợi từng là nhà vô địch năm trước, từng vào top 8, top 4 năm trước đã có mùa này. Tôi được nhắc lại, rồi luôn, bởi vì mình có 2, kia có 20, không xuất sắc, có 31, bởi nhắc lại, hiện nay chúng ta thấy, giới thiệu vị, cái hình của chúng ta là chúng ta đã biết được là chiếc slalom của Bích Xuyên đã đoạt giải thứ hạng thứ 3 nha. Và chúng ta tiếp đến là đội tôm lớp. Và ông Kho, ai sẽ giành chiếc vô địch đây? Yeah.
cây ngô, đó là chiếc tôm núp khai và tôm núp nở cũng trong lễ hội ốc bóng năm 2023 này tổ chức diễn ra. Thì hai đội đã giành được chức vô địch ha, nữ và nam. Cũng đây là một điều đáng là khen ngợi cho các đội cây ngô nữ và đội cây ngô nam, cũng trong những ngày tập luyện vừa qua rất là gian nan và khổ cực để được nâng được chiếc cúp của mình. Và đây là phần trao giải thưởng cho các đội nha cô bác chị. Thêm một lần nữa, chiếc tôm núp 2 nam là của Châu Thành đã nâng được chiếc cúp 2023 được tổ chức trên dòng sông Mekong của tỉnh Sóc Trăng. Và cũng xin chúc những cô gái tôm núp nữ cũng được chiếc cúp vàng trong năm 2023. Vậy là chúng ta sẽ hứa hẹn năm 2024 được tổ chức trên dòng sông Mekong tới đây nha các bác chị. Tại vì cũng như tiếng nhạc hơi lên để sợ dính bản quyền. Và một lần nữa em xin chúc những đội như là nữ tôm núp cũng được chức vô địch, nam tôm núp cũng được chức vô địch. Và chúc những đội ghe của chùa bạn cũng được những thành tích tốt ha. Hẹn các bác chạy lại những năm sau vào mùa này. Thì em đến đây ghi hình